cái quy trình mà được sử dụng nhiều nhất trong thực tế. Tại vì các cái dự án hiện tại bây giờ là các dự án vừa và nhỏ thì nó phù hợp với cái quy trình Agile. Thì quy trình này thường nó chỉ tính trong đơn vị là vài tháng thôi, nó làm rất là nhanh. Và những cái người mà thực thi cho cái phương thức này thì cái trình độ nó phải ở cái ngưỡng là ok. Vậy thì đối với cái phương thức Agile này thì nó quan trọng là cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ. Thì nhìn vào cái cách mà nó đánh giá cao á, nó có thể nó khác với một số các cái quy trình trong thực tế. Tức là cái quy trình và cái công cụ nó không bằng bản chất là cái năng lực cá nhân và sự tương tác giữa các cá nhân này. Vì vậy họ chọn những cái cá nhân là phải ngang 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 với nhau và ở cái trình độ phải đủ tốt. Rồi cái phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ. Tức là cái phần họ quan tâm là cái phần mềm chạy tốt. Rồi cộng tác khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng. Tức là các bạn sẽ thấy là trong cái quy trình mà làm việc với của Agile thì khách hàng luôn luôn là có cái phần là acceptance test ở đây, đúng không? Như vậy thì các cái ngày để mà thực hiện này này đều có khách hàng. Để dạ, cái quy trình mà khi mà mình làm ấy, thì luôn luôn là sẽ có một cái bước là kiểm tra thử xem là cái sự chấp nhận của khách hàng. Như vậy thì ngoài cái việc là trong đội nhóm của mình thì còn có khách hàng, như vậy thì họ đánh giá cao cái việc là cộng tác với khách hàng hơn là việc đàm phán hợp đồng. Rồi cái phản hồi với các thay đổi hơn là bám sát kế hoạch. Tại vì như tôi vừa nói là cái nhóm mà làm theo cái quy trình Agile là cái nhóm nhỏ, xây dựng một cái phần mềm không phải là quá lớn, vừa và nhỏ thôi, được chưa? Và cái số lượng thành viên nó cũng không không lớn. Như vậy thì cái phản hồi với các thay đổi là cái nó quan trọng hơn so với việc phải là bám sát một kế hoạch. Tại vì họ không lên một kế hoạch chỉnh chu ngay từ ban đầu, mà họ sẽ từng bước họ làm một cái kế hoạch lớn nhưng mức độ vừa phải, được không? Tức là không quá chỉnh chu, không quá đầu tư quá nhiều công sức vào cái kế hoạch lớn đấy, rồi sau đó họ sẽ đi từng bước và họ sẽ nắm nắm từ 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 để đi đến cái kết quả cuối cùng. Khác với cái phương thức khác, đó là người ta sẽ xây dựng kế hoạch chỉnh chu ngay từ ban đầu, bỏ rất nhiều công sức vào, nhưng với cái phương thức Agile thì là không không làm như vậy. Vậy thì bốn cái mà họ đánh giá cao đó là cá nhân, đánh giá cao cá nhân và sự tương tác giữa các cá nhân có cái level này với nhau. Kế tiếp là họ quan tâm là tạo ra được cái sản phẩm phần mềm chạy tốt, phát triển được một cái phần mềm chạy tốt. Cái thứ ba là họ quan tâm tới cái việc là cộng tác với khách hàng. Một vài ngày họ sẽ gặp khách hàng để họ kiểm tra thử xem là khách hàng có hài lòng với thêm cái phần mềm hiện tại hay không, tức là các cái phiên bản hiện tại hay không. Họ cứ lặp lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy thì khoảng vài ba ngày thì họ sẽ gặp khách hàng một lần. Về phản hồi với các thay đổi, tức là họ linh động, tức là cái level của những cái con người làm việc với nhau này này rất là cao, nên dẫn đến cái việc phản hồi với các thay đổi là tốt. Họ đòi hỏi cái sự cộng tác phải tốt để phản hồi được. Khi mà khách hàng mà thay đổi thì họ sẽ thay đổi rất là nhanh. Vì vậy nên cái quá trình phát triển của họ thường chỉ nằm trong khoảng là đơn vị tính là tháng thôi. Rồi như vậy thì tóm lại, kỹ nghệ phần mềm thì bao gồm việc phát triển các cái lý thuyết, các phương pháp và các công cụ hỗ trợ trong quá trình mà phát triển phần mềm và việc áp dụng chúng vào cái quá trình sản xuất phần mềm thực tế. Ở đây thì dùng cái từ sản xuất thì thực tế nó cũng không 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 thực sự chuẩn. Đây dùng cái từ là phát triển thì chuẩn hơn. Tại vì phần mềm không phải là cái thứ mà muốn sản xuất là sản xuất được. Nhiều khi dịch ra từ tiếng Anh sang tiếng Việt nhiều lúc nó có một số cái nó chưa thực sự chuẩn. Như vậy thì tóm lại thì cái công nghệ phần mềm thì bao gồm là cái lý thuyết, cái phương pháp và các cái công cụ để mà giúp cái quá trình mà phát triển phần mềm, hoặc là dùng các cái công cụ để hỗ trợ cho cái quá trình phát triển phần mềm trong thực tế.
Như vậy thì cái tiến trình phần mềm nó bao gồm các hoạt động cần thực hiện để phát triển một cái phần mềm nào đó, đúng không ạ? Tức là cái tiến trình là các hoạt động, còn phương pháp là mô tả cái cách thức thực hiện các cái hoạt động. Còn công cụ thì đơn giản rồi, đó là cái công cụ hỗ trợ cho cái việc mà xây dựng phát triển phần mềm. Vậy thì ở đây nó có nhiều cái khái niệm mà các bạn cần phải nắm rõ. Thứ nhất, kỹ nghệ phần mềm là thứ nhất là gồm cả cái phương pháp luận, tức là cái lý thuyết ấy, à, lý thuyết, các cái phương pháp, công cụ, đúng không ạ? Rồi còn cái tiến trình phần mềm là các cái bước để phát triển một cái phần mềm. Còn cái phương pháp là nó mô tả cái cách thức thực hiện, tức là cái phương pháp nó lớn hơn cái tiến trình, nó cụ thể hóa của cái phương pháp. À, tiến trình là một phần nhỏ thôi, nó cụ thể hóa hơn. Còn công cụ phần mềm thì không có gì để nói. À, rồi như vậy thì mình phân biệt cho tôi là khoa học máy tính, công nghệ phần mềm và công nghệ hệ thống. Thì như vậy thì cái khoa học máy tính thì các bạn có thể là nghe nhiều rồi ha. Cái ngành đào tạo là ngành khoa học máy tính hoặc là ngành công nghệ phần mềm. Ví dụ như thế. Khoa học máy tính là computer science. Thì khoa học, cái từ khoa học thì mình đã cách nghĩa nó ra thì đã rõ ràng là khoa học máy tính là một cái ngành khoa học. Nghiên cứu về về máy tính, nó đề cập tới lý thuyết và những vấn đề cơ bản, đúng không ạ? Mà sử dụng máy tính để xử lý, để lưu trữ, để tính toán. Vậy thì còn công nghệ phần mềm ấy, nó đề cập đến các cái hoạt động xây dựng và đưa ra được một phần mềm hữu ích. Mình hình dung cái chỗ này được không? Khoa học máy tính nó đã là một cái ngành mà nó liên quan tới cái việc là nghiên cứu về các cái vấn đề lý thuyết, những vấn đề cơ bản nhất của ngành, có sử dụng máy tính để làm gì, để đặt vấn đề, để đưa ra đầu vào đầu ra, để xử lý, để lưu trữ. Còn ngành công nghệ phần mềm là đề cập đến các cái hoạt động mà xây dựng và phát triển một cái phần mềm. Như vậy thì khi sự phát triển của phần mềm đến một cái mức độ nào đó thì nó đòi hỏi lý thuyết của học máy tính ấy, không đủ để đóng cái vai trò là nền tảng của công nghệ mềm. Như vậy thì các bạn hình dung là về cái phần lớp thì cái khoa học máy tính nó nằm dưới, còn cái công nghệ phần mềm nó nằm nằm trên, nó tận dụng những cái nền tảng khoa học của ngành khoa học máy tính, đúng không ạ? Tức là các cái tiền đề, các cái định lý, các cái lý thuyết cơ bản họ sử dụng để phát triển công nghệ phần mềm. Như vậy thì cái ngành khoa học máy tính nó phải là những ngành đi trước. Thì thông thường thì một cái vấn đề lý thuyết ở mức độ về ngành toán nói chung và ngành khoa học máy tính nói riêng thì là khoảng vài chục năm thì bắt đầu mới thực sự áp dụng được vào trong trong công nghệ phần mềm. Như vậy thì cái lý thuyết nó phải là nghiên cứu trước, rồi sau đó cái lý thuyết này sẽ được một người khai sáng ra, rồi một loạt người ở các cái thế hệ phía sau họ họ cập nhật, họ bổ sung, họ điều chỉnh cho phù hợp với từng bài toán cụ thể, và lúc sau đấy thì các cái ngành lĩnh vực khác thì bắt đầu mới tận dụng được. Rồi còn công nghệ hệ thống thì nó liên quan tới tất cả các khía cạnh của cái quá trình phát triển hệ thống dựa trên máy tính. Ở đây công nghệ hệ thống này bao gồm cả phần cứng, phần mềm, các công nghệ xử lý, và công nghệ phần mềm chỉ là một phần của cái công nghệ hệ thống mà thôi. Như vậy thì công nghệ hệ thống nó gồm có ba cái phần chính, nếu các bạn hình dung. Thứ nhất đó là phần cứng, thứ hai là phần mềm, và thứ ba là cái công nghệ xử lý. Thì cái công nghệ hệ thống này nó lớn hơn so với cái công nghệ phần phần mềm. Còn khoa học máy tính là nằm nằm bên dưới, nó là cái nền tảng về mặt lý thuyết toán học. Rồi các cái thuật ngữ mà các bạn sử dụng nhiều trong ngành công nghệ phần mềm hay là kỹ nghệ phần mềm thì đó là software engineering. Các cái từ này nhiều bạn hay hay bị nhầm ha. Nhiều bạn này cứ nghĩ là công nghệ phần mềm thì là phải là software technology, nhưng không phải nhé. Đây là software engineering. Thì nhiều người người ta dịch là cái từ chuẩn hơn đó là có thể là công nghệ phần mềm hoặc là kỹ nghệ phần mềm. Rồi cái thuật ngữ kế tiếp là Rational Unified Process, là quy trình rút, quy trình phát triển phần mềm thống nhất. Rồi Unified Modeling Language thì các bạn sẽ học một cái môn gọi là môn UML đấy, là ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất. Requirements Engineering là kỹ nghệ yêu cầu. Rồi System Modeling là mô hình hóa hệ thống. Rồi Architecture Design là thiết kế kiến trúc. Rồi Software Testing là Software Evolution. Thì đây là những cái
cái thuật ngữ mà được sử dụng nhiều trong cái ngành công nghệ phần mềm. Rồi các cái nhận thức sai lầm. Thứ nhất thì một số cái nhận thức sai lầm mà khi mà mình thực hiện phát triển phần mềm. Thứ nhất, có một cái đội nào đấy hoặc là một cái anh nào đấy bảo rằng là tôi sẽ dễ dàng biến đổi phần mềm. Nhiều bạn cũng hay nói như thế, đúng không? Nhưng thực tế thì những thay đổi yêu cầu là nguyên nhân chính mà làm giảm giá trị của phần mềm, hoặc là làm cho cả cái phần mềm đó nó bị phá vỡ, tức là thất bại. Được không? Rồi cái việc mà thay đổi yêu cầu này nó cực kỳ nguy hiểm các bạn. Các bạn hình dung cái chỗ này, mình có hiểu được cái phần này không? Nãy giờ thầy nói các bạn nghe có rõ không? Rồi, có hiểu cái phần là tôi có thể dễ dàng biến đổi được phần mềm. Vậy thì cái quy trình phát triển phần mềm hôm trước mình có nói sơ rồi thì mình sẽ thấy là gì? Cái đặt tả bài toán là nằm bên trên cùng, đúng không ạ? Sau đó mới tới phân tích, sau đó mới tới là thiết kế, sau đó mới tới là triển khai, cài đặt triển khai, rồi sau đó mới tới là kiểm thử tích hợp, rồi sau đó mới tới là vận hành, tức là đem đi chuyển giao. Đúng không? Rồi cuối cùng thì mới là bảo trì và tiến hóa. Như vậy thì cái giai đoạn đầu tiên đó chính là cái giai đoạn là gì các bạn nhé? Yêu cầu. À, tức là cái phần mà mình làm rõ được bài toán, đặt tả được yêu cầu. Như vậy khi yêu cầu mà thay đổi thì có nghĩa là cái tiêu đề đã thay đổi rồi. Thì như vậy là cái tầng trên cùng nó sẽ làm ảnh hưởng nhiều nhất. Thì trong thực tế là như thế này. Khi các bạn làm, ví dụ như là các bạn là một cái đội phát triển phần mềm cho một cái doanh nghiệp nào đó, thì khi người ta đặt hàng, vậy thì nó sẽ có cái sự bị vân với nhau, đó là gì? Ví dụ các bạn làm cho Vietnam Airlines đi, đúng không? Xây dựng một cái hệ thống quản lý chuyến bay hoặc là tối ưu chuyến bay gì đấy, đúng không ạ? Như vậy thì đối với các bạn thì các bạn không biết về kiến thức, các cái tri thức về quản lý máy bay, đúng không? Về luật hàng không các bạn không biết. Còn ngược lại, đối với cái anh mà đặt hàng cho các bạn, đúng không? Thì anh lại không biết những cái tri thức, cái kiến thức cũng như là các thuật ngữ của cái ngành công nghệ. Như vậy hai anh này mà nói chuyện với nhau để mà đặt được một cái bài toán mà cả hai cùng hiểu, cùng rõ, cùng nắm bắt là cực kỳ khó, cực kỳ khó. À, nhiều khi mình phải cần mượn chuyên gia, cái người mà vừa biết về ngành công nghệ mà vừa phải biết về cái ngành này, đúng không ạ? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con người ta có một cái đặc tính, đó là gì các bạn? Hay thay đổi. Hôm nay người ta có thể đặt hàng mấy bạn là có ba yêu cầu như vậy, à, nhưng tự nhiên ngủ qua ngày hôm sau một cái người ta lại đổi yêu cầu, đúng không? Có thể bổ sung một yêu cầu hoặc có thể là thay đổi một yêu cầu đã có. Với người ta như vậy là đơn giản, nhưng họ không nghĩ rằng là khi mà mình chỉ cần thay đổi một yêu cầu thì cái hệ thống của người ta vận hành đã gần như là thay đổi gần như hoàn toàn. Đây, tức là cái sự vân nhau về cái miền tri thức. Rồi cái tiếp nữa đó là cái đặc tính của con người là không thể nói hết được cái thứ mà mình nghĩ. Các bạn hình dung được, tức là cái lúc mà họ trao đổi với các bạn á, thì nhiều khi người ta nghĩ trong đầu rất nhiều nhưng người ta nói không hết được những điều mình nghĩ. Rồi sau đó qua ngày hôm sau, qua hôm sau còn đỡ, và sau nhiều cái hôm sau nữa thì họ lại nhớ ra, họ lại nghĩ ra, họ lại bổ sung. Đúng không? Giống như các bạn vậy thôi, khi các bạn đi thi một cái môn học xong, cái chỉ cần vừa thi xong cái ăn đọc bài cái thì các bạn sẽ nghĩ rằng nếu mà cho các bạn làm lại thì sẽ làm tốt hơn, đúng không? Tại vì có những cái thứ tại thời điểm đó các bạn không viết ra được, không nghĩ ra được, nhưng mà dừng lại tí xíu, không cần đọc tài liệu gì cả, thì cái đầu óc của bạn lúc đấy đã và có thêm những ý tưởng mới, đúng không ạ? Rồi một cái nữa là cái đặc tính của con người, ngoài cái việc là nói không hết những cái điều mình muốn, và cái tiếp nữa là con người luôn có đặc tính tham lam, được không? Như vậy thì khi họ đặt ra được cái yêu cầu rồi, hình dung ra được rồi, khi đã ký được hợp đồng với nhau rồi, thì cái người mà người đi đặt mặt mềm, người ta luôn muốn bổ sung thêm những cái mà cần thiết thêm cho họ, đúng không? Ai cũng muốn như thế. À, thì đó là một trong những cái mà sai lầm trong cái việc mà mình nghĩ là mình dễ dàng biến đổi từ phần mềm. Cái thứ hai là tôi có thể giải quyết được vấn đề lệch biểu bằng cách thêm người. À, thì cái này các bạn sẽ nhớ một định luật là định luật Prox, là nếu mình thêm một người vào dự án phần mềm bị chậm thì chỉ làm cho nó chậm hơn chứ không phải là nhanh đi.
Thì cái này nếu các bạn mà làm bài tập lớn, bài tập nhóm thì các bạn sẽ hình dung người việc này, đúng không? Một nhóm 4 5 người nhưng thực ra chỉ có một hai người làm thôi. Mà thực ra làm nhanh nhất thì chắc là một người. Đúng không? Nếu mà hai người làm nhiều khi nó lại chậm hơn, rồi ba người làm nó còn chậm hơn nữa. Đấy. Thì đây là các bạn có hình dung được cái việc này không? Hình dung được không? Rồi, thì như vậy là những cái nó cực kỳ quan trọng. Mà thông thường người ta chọc vui rằng là những cái người mà không biết ví dụ những cái ông mà đặt hàng hay những cái ông mà làm sếp lớn CEO chẳng hạn, đúng không, mà dưới là mình là làm cho họ, thì người ta cứ nghĩ rằng là gì, chỉ cần bỏ chín cô gái vào thì trong vòng một tháng là sinh ra một đứa bé. Nhưng không phải như vậy, không phải cái lúc nào cũng phải là thêm người thì nó cắt giảm đi. Có những cái thứ người ta gọi là sau này các bạn tính là tính đường găng, cái đấy là đường tối thiểu. Vậy thì để sinh một đứa bé thì cần phải 9 tháng 10 ngày, thì bây giờ có thêm 100 cô gái nữa thì nó cũng chỉ vậy mà thôi, đúng không ạ? Và cái định luật Brooks nó cực kỳ quan trọng ở cái chỗ là khi mình đã tính là phải tính từ ban đầu, chứ còn khi mà cái một cái dự án mà đã bị chậm tiến độ rồi, rồi bạn nhét vào đó vài người rồi bạn bạn nghĩ rằng nó sẽ chạy nhanh hơn thì thực tế không phải như vậy đâu, nó còn làm rối hơn. Cái tương tác là cực cực kỳ quan trọng. Đúng không? Như vậy thì trong thực tế thì nó có thể đòi hỏi gia tăng nỗ lực phối hợp và làm giảm hiệu suất, và thực tế luôn luôn là như vậy. Rồi một cái nhận thức sai lầm thứ ba đó là chỉ cần xem xét sơ lược cái yêu cầu chúng tôi đã có thể bắt đầu với code, đúng không ạ, lập trình. Thì cái này là nó chỉ gặp phần lớn khi mà sinh viên thôi, sinh viên hoặc là mới ra trường thì lúc đó cứ ảo tưởng, nhiều khi mình cứ ảo tưởng thôi, mình cứ nghĩ là mình trình của mình là quá kinh rồi, đúng không, lập trình cỡ tầm mình thì phải 10 điểm ví dụ thế, nhưng thực ra không phải như vậy. Vậy thì đối với một cái bài tập lớn bé bé hoặc là đối với một cái chương trình nhỏ nhỏ thì cái việc mà các bạn chỉ cần đọc sơ qua cái đề bài, các bạn phân tích một tí tẹo thôi, rồi các bạn tập trung vào các bạn viết mã nguồn, đúng không, rồi sau đó các bạn đi rồi thì lúc mà có điều chỉnh thì các bạn tự điều chỉnh trong mã nguồn thì ok. Nhưng đối với một cái bài toán thực tế, tức là cái độ tạp nó lớn hơn nhiều, cái độ lớn nó lớn hơn rất là nhiều, chúng ta không thể nào mà ầm vào phát là chúng ta lập trình được, đúng không ạ, chúng ta không lập trình được, mà chúng ta phải đi từng từng bước, từ bước một theo đúng cái quy trình của nó. Và thực tế cái việc mà cứ nhìn vào một cái vấn đề mà ụp vào mà viết mã nguồn thì đó là cái nguyên nhân chính gây ra lỗi cho cả hệ thống. Ở đây tôi đang nói về cái quá trình phát triển phần mềm gây ra lỗi cho cái quá trình phát triển phần mềm, có thể là thất bại luôn, hoặc có thể là tốn thời gian, tốn tiền, tốn nhân công. Rồi kế tiếp là phần quan tâm hầu như duy nhất đó là mã nguồn, thì cái này lại tiếp nhận với cái kế tiếp là cái vừa này, đó là cái mã nguồn thực ra nó chỉ chiếm tối đa không quá 10% trong cái công sức của cái quá trình phát triển một cái phần mềm. Như vậy trong thực tế là gì, cái tài liệu, thông tin nghiệm thử, cấu hình phần mềm cũng là những cái phần then chốt trong việc chuyển giao. Mà mã thì chẳng qua là một trong bảy cái giai đoạn của cái phát triển phần mềm, mà cái phần ở càng bên trên là quan trọng, đặt tả được bài toán, kế tiếp là phân tích được bài toán, bổ sung cho đặt tả, lấy đặt tả bổ sung, tức là tất cả cái này các bạn phải hiểu rằng nó có lúp với nhau, nó có lặp đi lặp lại. Rồi tới thiết kế, thiết kế xong rồi bắt đầu mới tới chọn cái phương án để mà triển khai mới cài đặt. Như vậy cài đặt thì nó ở cái level số số 4, đúng không ạ, nó không phải là quá quan trọng đâu. Rồi một cái tư duy nữa là lập trình giỏi thì hầu như sẽ tạo được phần mềm chất lượng. Nhiều nhiều bạn rất là ảo tưởng, đúng không? Nhưng trong thực tế thì không phải như vậy. Những cái dự án phần mềm á, được hoàn tất bởi những nhóm, không phải là cá nhân. Do đó mà một người không thể tạo nên sự thành công được. Nó giống như bóng đá vậy đấy. Bóng đá thì chỉ gồm có 11 người, đúng không ạ? Mà một người cho dù giỏi bằng trời thì cũng không thể gánh được được team. Mà trong khi một cái đội phát triển phần mềm nó còn nhiều người hơn, thì như vậy là một vài người giỏi thì không phải là cái quá quan trọng, mà đó chính là sự đoàn kết, sự tương tác, được chưa? Còn thường thường thì trong một cái những cái quy trình phát triển bình thường thì thường thường họ sẽ chia ra những cái level ra, có những người rất giỏi, có những người vừa phải, và có những người là fresher, để họ họ huấn luyện. Fresher vào thì sẽ làm những cái việc cơ bản, đúng không, để họ biết cái cách, và mục tiêu của họ là sẽ nuôi lên từ từ. Fresher sau này sẽ lên những cái người trình trình khá, những người trình khá sẽ sau này sẽ lên những người trình trình giỏi, rồi những người trình giỏi sẽ lập một cái đội team mới. Thì như vậy thì cái quá trình phát triển nó như vậy.
Giống như trong bóng đá các bạn sẽ thấy là ngoài cái đội chính thì nó còn có cái đội trẻ nữa. Thì họ họ sẽ đào tạo cái đội trẻ này, những cái đội trẻ này nó phát triển lên, những cái người giỏi giỏi hơn thì nó sẽ cho vào cái đội đội chính, hoặc là có thể là cho gửi đi đâu đó một vài năm rồi bắt đầu mới trình mới lên rồi bắt đầu mới đưa vào cái đội chính. Thì như vậy các bạn sẽ thấy cái quy trình của phát triển nó cũng tương tự như vậy, kể cả làm bóng đá thì nó cũng có cái quy trình và nó tương tự như là phát triển của phần mềm mà thôi. Phát triển bóng đá thì nó khác một tí xíu nhưng về nguyên tắc nguyên lý thì cũng như như nhau, đúng không ạ? Rồi tạo mã là công việc nặng nhọc nhất, thì thực ra thì cái đấy thì hơi hơi tự ảo tưởng thôi ha. Thực tế thì nó nhỏ hơn 10%. Rồi các cái nghề mà các bạn có thể sẽ gặp trong cái lĩnh vực kỹ nghệ phần mềm đó là software engineer, tức là kỹ sư phần mềm. Thì mình ở đây mình sẽ thấy là gì, có thể đó là làm ở cái các bạn ra trường có thể làm ở vị trí là tester. Những bạn mà trình ở cái mức độ là chỉ vừa đủ ra trường thì làm ở cái mức này, đúng không ạ? Rồi những cái bạn mà tốt hơn thì sẽ là developer. Thì phần lớn là sẽ ra làm cái phần này, hay cái từ mà từ bình dân học vụ nhất là coder. Rồi sẽ tới là performance engineer, tức là cái kỹ sư mà quản lý về cái khả năng vận hành của hệ thống. Rồi analyst tức là kỹ sư phân tích. Rồi phát triển lên cái mức nữa, thường thường ra trường khoảng tầm 5 năm thì có thể lên cái mức là project manager. Tức là lúc này là quản trị dự án, trong tay mình sẽ có một một đội nhóm. Rồi còn cái release engineer tức là cái kỹ sư này, kỹ sư mà tạo ra các cái phiên bản. Rồi yêu cầu đối với cái lĩnh vực kỹ nghệ phần mềm tức là phải tuân theo được một cái phương pháp luận của hệ thống và tổ chức trong công việc của họ. Thì như vậy thì cái phương pháp luận thì mình có nhiều cái nhưng mà mình chọn một cái và mình tuân theo nó, đúng không? Và mình làm việc nó phải có tổ chức. Rồi cái tiếp là sử dụng các cái công cụ và kỹ thuật tích hợp với cái vấn đề cần giải quyết, các ràng buộc và các tài nguyên hiện có. Ở đây mình có thể là gì, kết hợp lại với nhau, đúng không ạ? Mình kết hợp lại chứ không phải là chỉ dùng một cái. Rồi cái kỹ năng đối với cái lĩnh vực kỹ nghệ phần mềm tức là có khá nhiều. Thì nhìn chung thì nó đòi hỏi một kỹ sư công nghệ phần mềm thì có kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống mượn hóa, thì cái này các bạn đã có một cái môn học là chuyên đề class này, đúng không ạ? Rồi cái tiếp là kỹ năng sử dụng bản mẫu prototype, thì cái này trong cái quá trình mình học từ các cái môn học thì nó cũng đã giúp cho mình tăng được kỹ năng này. Rồi cái kỹ năng chọn phần cứng phần mềm thì nó cũng nằm trong các cái môn học của các bạn, đúng không? Rồi quản lý cấu hình, lập sơ đồ và quản lý tiến trình, rồi lựa chọn ngôn ngữ và phát triển chương trình, xác định đánh giá và cài đặt chọn phương pháp. Thì cái việc xác định đánh giá cài đặt này này, chọn phương pháp này này thì nó phụ thuộc vào cái việc các bạn lựa chọn ngôn ngữ, rồi là quản lý cấu hình, chọn phần cứng phần mềm, rồi kiểm tra kiểm thử. Thì phần này là cái phần tester mà khi các bạn ra trường thường thường các bạn có thể làm ở cái vị trí này, rồi lựa chọn và sử dụng kỹ thuật bảo trì phần mềm, cuối cùng là đánh giá quyết định khi nào loại bỏ một phần mềm và khi nào thì nâng cấp phần mềm mới lên. Thì thực ra phân tích thì nó rõ ràng như vậy thôi, nhưng trong thực tế cái việc chừng nào mà loại bỏ và nâng cấp thì nó làm cái ranh giới, nó cái ranh giới, các bạn dùng được không ạ? Nó có một ranh giới, nó không có đúng có sai, chỉ có cái nào phù hợp mà thôi. Đấy thì những cái nghề nghiệp mà các bạn thường dùng trong cái ngành này, nếu các bạn nhìn vào cái sơ đồ tổ chức thì các bạn sẽ thấy ở trên cùng là CEO, đúng không ạ? CEO tức là giám đốc điều hành, ở dưới là CIO tức là giám đốc về về thông tin truyền thông. Rồi bên dưới thì các bạn sẽ thấy có vị trí manager, bên bên này là quản lý phát triển hệ thống, ở đây là quản lý về dữ liệu, ở đây là quản lý về truyền thông, ở đây là quản lý về việc tính toán với người dùng cuối, ở đây là quản lý về về vận hành. Thì như vậy đối với phát triển hệ thống, quản lý phát triển hệ thống thì nó sẽ có các cái chức danh, ở đây ví dụ như là quản lý cái trung tâm sắp sắc, ở đây là trợ lý phát triển, thư ký trợ lý phát triển, ở đây là quản trị dự án, ở dưới là phân tích hệ thống, rồi ở dưới này là lập trình viên cho ứng dụng. Rồi ở cái nhánh mà
Thì ở đây có một cái khái niệm các bạn có thể là ít dùng. À, cái này các bạn có thể là search trên Google, các bạn sẽ thấy. Đó là Center of Excellence. Thì đây là cái trung tâm xuất sắc. Cái trung tâm xuất sắc là cái nơi mà chứa đầu não, chứa những cái người mà cái level của nó phải ở cái ngưỡng. À, giống như ở Việt Nam mình thì có là viện nghiên cứu cao cấp về thoại. Còn ở Đại học Quốc gia thì sẽ có cái trung tâm, tức là trung tâm xuất sắc Vonnegut. Đấy, thì đó là những cái nơi mà nó tập hợp những cái gì gọi là tinh túy. Nó sẽ nghiên cứu những cái thứ mà nó khá là cái level ở cái mức cao. Rồi ở đây là người quản trị cơ sở dữ liệu. À, ở đây thì quản trị cơ sở dữ liệu. Ở đây là phân tích dữ liệu. Rồi ở đây là thiết kế cơ sở dữ liệu. Rồi ở đây thì lại là kỹ sư mạng. Ở đây thì là quản trị trị mạng. Rồi đây là công nhân kỹ thuật mà về về mạng. Thì đó là các cái vị trí việc làm. Rồi ở đây là cái trợ lý người dùng cuối. Ở đây là người huấn luyện người dùng cuối. Rồi bên này thì là phân tích cái PCD này chính là cái tài nguyên đấy, à, là cái tài nguyên. Rồi ở đây là lập trình hệ thống. Rồi đây là vận hành hệ thống. Ở trên này là người phân tích cái tài nguyên của hệ thống. Thì như vậy là một cái đội phát triển dự án thì nó sẽ gồm liên kết với khá là nhiều cái đơn vị liên quan, đúng không ạ? Nó sự chi phối của cái manager system development, nó sự chi phối của thiết kế cơ sở dữ liệu, chịu sự chi phối của phân tích dữ liệu, nhà phân tích dữ liệu, chịu sự chi phối của quản trị mạng, chi phối của huấn luyện người dùng, đúng không ạ? Thì hiển nhiên ở đây là các cái level bên dưới. Còn nếu cái anh trên này muốn can thiệp trực tiếp vào thì cũng được. Một số trường hợp thì có thể cái anh này có thể can thiệp trực tiếp vào. Được nhỉ? Thì đó là cái quá trình mà các bạn sẽ thấy là cái đội ngũ phát triển của một cái dự án thì nó sẽ gồm có các cái thành viên là như vậy. Được chưa? Đó là cái cấp bình thường thôi. Còn từ bên ngoài người ta muốn ấn vào thêm thì vẫn ok. Tức là anh quản trị dự án thì anh sẽ quản trị được cái món này thôi. Anh project manager thì anh sẽ quản lý những cái mà nằm trong cái đội của anh. Tuy nhiên anh sẽ nằm dưới quyền một số anh khác, đúng không ạ? Dưới quyền anh này, nằm dưới quyền anh này, hiển nhiên là dưới quyền anh này. Như vậy những anh này có thể là can thiệp vào, à, anh này cũng có thể can thiệp vào, tương tự anh này cũng có thể can thiệp vào. Rồi vậy thì một số cái yêu cầu về các cái ngành nghề mà các bạn có thể hình dung, ví dụ như tester, à, người kiểm thử, thì nghiên cứu yêu cầu của khách hàng, các chi tiết yêu cầu và đánh giá các cái chi tiết yêu cầu đấy. Rồi lập các cái kế hoạch test dựa trên phân tích rủi ro, mức độ quan trọng, tần suất sử dụng và xác định các yếu tố liên quan. Ví dụ như phương pháp đánh giá này, cái phương pháp đo lường này, cái nguồn lực cần để test này, cái điều kiện kiểm tra là như thế nào này. À, thì trong cái tester này, thế này sẽ có cái ở cái mức độ cao hơn là senior tester. Tức là cũng là tester nhưng làm lâu năm hơn thì lên cái trình cao hơn. Đúng không? Rồi tạo các cái test case, các cái đặc tả specification, rồi viết các cái kịch bản scripts, rồi tiến hành kiểm thử dựa trên các cái test case và ghi báo cáo kết quả, rồi mình log lại các cái lỗi tìm được và lập một cái test report. Thì cái việc mà các bạn lưu nhật ký này này và lập các cái report này cực kỳ quan trọng, tại vì các bạn hình dung là gì, một trong những cái thuộc tính của phần mềm đó là mang lỗi. À, cái việc mang lỗi, có lỗi là một trong những cái thuộc tính của phần mềm. Như vậy thì nhiều khi các bạn chạy với cái kiểm thử với cái hệ thống này, với cái nguồn đầu vào này thì nó có lỗi, nhưng hôm sau các bạn vào lại thì lại không ra nữa. Các bạn hình dung được không ạ? Như vậy tất cả mọi cái thứ của mình đều có cái report cả. Bây giờ hôm nay tôi test bao nhiêu trường hợp, ghi rõ ràng ra. Hiển nhiên có thể chạy tự động hoặc chạy bằng tay tùy các bạn. Như vậy ví dụ chiều hôm nay tôi làm là 500 trường hợp, tức là test case của tôi là gồm có 500 case. Thì trong 500 cây này, từ cây số 1 tới cây số 500 là tôi ghi rõ ra đầu vào của tôi là những cái gì, tôi sử dụng cái gì. Rồi cái kết quả, cái test report đằng sau của tôi là tôi phải tích vào được nó là gì, ok hay không ok, không ok, không ok chỗ nào ghi. Tức là đặc tả chi tiết hơn cái lỗi mà mình nếu nó phát hiện được. Đúng không ạ? Thì đối với một tester mà tìm được một cái lỗi là một cái điều cực kỳ vui. À,
làm cho cái đội developer thì hơi buồn thôi. Nhưng mà một tester mà người ta cho trong vòng ví dụ như 2 tháng hoặc 3 tháng mà chả tìm ra được một cái lỗi nào thì họ tuyển mình đi luôn, đúng không ạ? Là trình mình nó kém quá. Rồi phân tích các cái biến đổi, cập nhật các cái tài liệu kiểm thử, à, tức là các cái sự biến đổi của cái test case, cái quá trình lầm lỗi này. Ví dụ như các bạn đã tìm ra 5 cái lỗi thì như vậy các bạn ghi các cái test report và log lại, ghi nhật ký lại, thì bạn sẽ chuyển ngược lại cho cái đội developer để họ họ nhìn lại các cái lỗi này và họ sẽ điều chỉnh. À, nếu cái nào họ điều chỉnh được ngay thì họ sẽ điều chỉnh luôn, đúng không? Còn không được thì họ phải phân tích lại, rồi cuối cùng người ta sẽ điều chỉnh, rồi sau đó các bạn sẽ test lại. À, đầu tiên các bạn sẽ test lại với những cái mà lỗi đợt trước thì bây giờ có còn lỗi không, nếu mà hết lỗi rồi đúng không thì bạn lại test tiếp tục, à, thêm một một số cái nữa, rồi bạn cập nhật lại cái tài liệu kiểm thử, à, theo ngày tháng. Tức là khi các bạn làm theo nhóm thì cái report là cái cực kỳ quan trọng nhất. À, rồi tới cái level cao hơn tí xíu là kiểm thử viên cao cấp. À, tức là lúc này thì mình không phải làm những cái việc cơ bản như một cái tester presser đã nữa đâu, à, mà lúc này thì mình sẽ lập kế hoạch kiểm thử, phụ trách một nhóm tester, tức là dưới mình là có một một nhóm các cái bạn là tester, rồi xem xét các cái test case do các tester tạo ra có vẻ ok chưa, tính toán và phân tích lại các cái chỉ số liên quan đến việc kiểm thử này hợp lý chưa. Nếu đã ok rồi thì cho cái nhóm tester của mình làm việc, rồi nghiên cứu các cái automation test tools, tức là các cái công cụ mà hỗ trợ kiểm thử tự động và áp dụng vào dự án, để mục tiêu là gì các bạn, giải phóng được cái công sức, rồi đề xuất cải tiến quy trình kiểm thử, lập các cái lưu đồ hướng dẫn biểu mẫu để thực hiện và quản lý việc kiểm thử này. Thì như vậy thì cái level của mình nó lên một cái mức độ cao hơn, là có cái chức năng quản lý, đúng không ạ, và mình chỉ là cái người mà tìm những cái thứ tốt hơn để cho team của mình làm việc. Rồi cái nghề nghiệp mà nhiều bạn mong muốn đó là project manager, thì ở đây gọi là PM hay là người quản trị dự án. À, thì yêu cầu của người này là thỏa mãn các mục tiêu về phạm vi, về thời gian, về chi phí, về chất lượng của dự án, à, tức là phải đáp ứng đủ, rồi cũng đáp ứng đủ được các nhu cầu và mong đợi của mọi người có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án. Thì các bạn phải quay ngược lại cái nhu cầu của cái anh này là cái gì. Ở đây ví dụ đối với vai trò ảnh là một cái thành phần trong cái giám đốc phát triển hệ thống, đúng không, trong cái nhóm là nhóm quản lý phát triển hệ thống này, thì ảnh là một phần trong này. Thì như vậy thì đối với cái vai trò này, ổng là một nhân viên của một cái công ty phần mềm, ông này làm việc với khách hàng và công cụ ông làm, tức là tay chân của ông làm đó chính là thành viên trong nhóm. Như vậy ông phải thỏa mãn được các cái nhân viên trong nhóm thì họ mới chịu làm cho ông, đúng không, làm hết sức cho ông. Rồi cái nữa ông phải làm việc tốt với các cấp trên, cấp trên ở đây, cấp trên ở đây để làm gì, để cái đội ngũ, cái nguồn lực của mình là đủ tốt. Cái nguồn lực ở đây là về tài chính, về con người, về thời gian, về về đủ thứ, tức là sự hậu thuẫn bên sau. Rồi ông cần ít nhất thì ông phải quan hệ tốt với cái người khách hàng của mình, đúng không ạ, cái người khách hàng của mình để làm gì, mình còn nhớ cái tính quan trọng nhất trong cái phần mềm đó là gì không, đó là tính chấp nhận được. Như vậy ai là người chấp nhận được thì như vậy là khách hàng. Như vậy thì ông cũng phải có cái quan hệ giao tiếp tốt với khách hàng để biết họ muốn cái gì, họ thích cái gì, họ cần cái gì, đúng không, để thỏa mãn họ. Vậy thì mình phải có được cái khả năng giao tiếp phải đủ tốt, còn nếu không thì người ta im 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 cho mình làm, rồi tới lúc mình làm mà sai rồi người ta mới nói thì còn chết nữa, đúng không. Rồi và phần mềm phải thực hiện các cái nhiệm vụ chính với một cái người quản trị dự án, đó là gì các bạn, nhiệm vụ chính thứ nhất là lập được kế hoạch, tạo cái lịch biểu cộng tác và giao tiếp để đạt các cái mục tiêu của dự án. Thì cộng tác và giao tiếp ở đây là gồm có lính của mình, gồm có sếp của mình, sếp tổng của mình, rồi các cái đối tác và các cái khách hàng của mình. Và 97% sự thành công của dự án là nhờ cái người quản trị dự án này. Này, các bạn thấy cực kỳ quan trọng. À, không phải ngẫu nhiên mà lương của họ cao, họ đòi một cái trình độ tốt đâu. À, như vậy thì với một cái người quản trị dự án thì các cái hoạt động của họ là gì? À, thì ở đây mình nhìn vào đây một cái bức tranh, à, nghệ thuật của một cái người quản trị, à, dự án. Như vậy quản trị dự án các bạn nếu nhìn vào đơn giản thôi,
Như vậy là ở phía trên này các bạn sẽ thấy là gì? Tôi quan hệ được với khách hàng và quản lý được cái sự mong đợi, tức là làm sao để mà mình quản lý được cái sự mong đợi của khách hàng, đúng không ạ? À, khách hàng mong muốn cái gì rồi mình cho được họ cái gì, mình đáp ứng được họ cái gì thì mình phải giao tiếp. Rồi họ cần phải có cái kỹ năng về công nghệ, tức là phải nắm bắt được những cái thay đổi về mặt công nghệ. Cái này cực kỳ quan trọng. Nếu mà mình không biết có cái công nghệ sử dụng thì cái thời gian mà khi mà đặt cái dự án có thể nó dài quá, mình sẽ không cạnh tranh được với các cái đối thủ, đúng không ạ? Hoặc là nếu các bạn không nắm được cái dự án, không nắm được cái công nghệ đã có, các cái công cụ, thì nhiều khi các bạn là gì, các bạn lại dùng tay chân để làm, trong khi thực tế thì trên thế giới đã có các cái công cụ tự động rồi. Thì như vậy làm cho các bạn là vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền và tốn tài nguyên. Rồi ở đây là cái vòng đời phát triển của hệ thống, mình phải nắm rõ được. Đối với cái hệ thống loại A thì cái vòng đời của nó là bao nhiêu năm, đúng không? Đối với cái hệ thống loại B thì vòng đời của nó là bao nhiêu năm, để mình phải nắm được. Tức là các cái khách hàng mà mình đã phát triển, đã cộng tác thì họ cũng chính là cái khách hàng tương lai của mình. Tại vì họ đã dùng một lần thì hiển nhiên sau này khi họ có cái nhu cầu thì họ đặt cái mục tiêu vẫn là sẽ là dùng mình, trừ trường hợp là gì, mình làm quá kém, đúng không ạ, không đáp ứng được yêu cầu của họ thì lần tới họ mới vứt mình thôi. Đấy. Rồi cái kỹ năng nữa là gì các bạn, tổ chức, đúng không, và tức là mình có cái kỹ năng tổ chức và cái việc mà quản lý các cái sự việc mà phức tạp. Rồi cái kỹ năng đàm phán hợp đồng và với các nhà đầu tư. Rồi cái kỹ năng quản lý về về nhân sự. Nhân sự ở đây thì hiển nhiên là quản lý về cả thời gian, quản lý về về tài nguyên và các cái điều kiện đặc biệt. Rồi ở đây là nắm rõ các cái công cụ và các cái phương thức phát triển. Ở đây thì mình phải viết được tài liệu và có cái kỹ năng truyền truyền thông. Như vậy các bạn sẽ thấy là gì? Một cái người quản trị dự án là cái người có rất nhiều về mặt kỹ năng, có rất nhiều về mặt tri thức, đúng không ạ? Đòi hỏi. À, tức là họ là một con người mà kết hợp giữa việc về ngành công nghệ kỹ thuật với một cái ngành kinh tế, tức là họ phải có đủ cả hai. Và các bạn có hình dung một điều như thế này, tức là một người mà học kỹ thuật hoặc là học công nghệ mà làm kinh tế thì dễ hơn so với cái làm ngược lại nha. Nếu mà mình học kinh tế mà bây giờ mình làm công nghệ hoặc làm kỹ thuật là khó, mà hình dung được cái việc này nha. Như vậy thì đây là một số kỹ năng của người quản trị dự án. Thì trong khi ở đây là kỹ năng lãnh đạo, năng động, có tầm nhìn. Thực ra cái tầm nhìn này là quan trọng nhất. Cái vision, cái tầm nhìn, tức là cái big picture, tức là mình phải nhìn được một cái bức tranh đủ lớn. Nhiều khi là phải lạc quan, đúng không? Trong 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 người thì giàu lắm, nhưng mà ra bên ngoài thì mình vẫn vẫn lạc quan để cho đội của mình, đội nhóm của mình nó làm việc được. Rồi cái kỹ năng đối phó này, tôi lấy ví dụ một đơn giản thì kỹ năng đối phó đó là gì? Hồi nãy mình vừa phân tích là khách hàng họ luôn tham lam, đúng không? Họ luôn thay đổi. Vậy bây giờ khi mà mình đã làm gần xong rồi, bây giờ họ muốn là bổ sung thêm một vài chức năng gì đấy, thì bây giờ kỹ năng đối phó như thế nào? Theo các bạn là như thế nào? Bây giờ họ cần thay đổi một số cái yêu cầu gì đấy, đúng không? Thì bây giờ theo các bạn thì như thế nào? Mình sẽ làm gì? Say yes hay say no? Thêm tiền làm thêm, à, đấy cũng là một cách. Nhưng mà cứ mở miệng ra thêm tiền làm thêm thì phật ý nó thì nó không chịu, tức là cái tính chấp nhận được mà nó không chịu nói chấp nhận được thì mình cũng cũng khổ với nó, đúng không? Cho nên mình cứ đòi tiền với nó thì nó cứ đòi mình phải cứ làm sửa lên sửa xuống, sửa lên sửa xuống. Bây giờ làm sao? Làm sao nhỉ? Các bạn nghĩ tí xíu đi nhé.